Thông thường khi mà nhắc tới những mẫu màn hình làm đồ họa thì cái tên đầu tiên mà mình biết là anh em sẽ nghĩ tới đó chính là Dell. Tuy nhiên hiện tại trên thị trường không chỉ riêng Dell mà còn rất là nhiều những cái nhà sản xuất khác họ sản xuất ra những mẫu màn hình để phục vụ với nhu cầu làm đồ họa. Chúng ta có thể kể đến những cái ví dụ như là Dell hay là BenQ và một số những mẫu màn hình khác đến từ Apple. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho anh em một mẫu màn hình chuyên để phục vụ với nhu cầu làm đồ họa và nó đến từ thương hiệu LG với tên mã là 27UL850 và anh em hãy cùng mình tìm hiểu xem chiếc mẫu màn hình này nó sẽ phục vụ có tốt với nhu cầu làm đồ họa hay không. Và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của An Phát Computer. Với tên mã là LG UL2850, một cái tên tương đối là dài và khó đọc. Vậy nên thì mình sẽ gọi tắt nó là UL850 để cho các bạn dễ nghe hơn. Và đầu tiên mình sẽ nói về cái mặt thiết kế của mẫu màn hình này. Nó sẽ được thiết kế phải nói là cực kỳ ăn đẹp cũng như là không kém phần tinh tế. Ngoài ra thì các phần cạnh viền nó sẽ được bo cong nhẹ một chút tạo nên cái cảm giác cứng cáp nhưng cũng không kém phần mềm mại từ góc nhìn mọi phía. Đối với phần mặt sau thì nó sẽ được hoàn thiện hoàn toàn từ chất liệu nhựa trắng và được làm nổi khối lên khá là giống với một số mẫu màn hình của hãng ở trong thời gian gần đây. Và chúng ta sẽ có rất là nhiều những cổng kết nối và trong đó chúng ta sẽ có bao gồm là hai cổng HDMI 2.0, hai cổng USB 2.0, một cổng DisplayPort 1.4, một cổng âm nguồn, một cổng audio. Và ngoài ra nữa thì một trong những cổng đặc biệt nhất ở trên chiếc UL850 này đó chính là nó sẽ được trang bị cổng USB Type-C. Với việc được trang bị cổng USB Type-C này thì ngoài cái việc nó sẽ có thể xuất hình ảnh lên tối đa là 4K 60Hz thì nó hoàn toàn có thể giúp cho chúng ta có thể sạc được những cái thiết bị ví dụ như là điện thoại hay là laptop thông qua cổng USB Type-C này. Như trước kia thì đối với những mẫu màn hình được trang bị hai loa ngoài thì mình chỉ đánh giá nó ở mức gọi là chữa cháy mà thôi. Tuy nhiên với con UL850 này nó đã xóa tan tất cả những cái định kiến đó khi mà nó được trang bị hai loa mic audio với cái việc mà nó đạt được cái giải thưởng là Technical Grammy Award, một trong những giải thưởng cực kỳ là danh giá. Về chất lượng âm thanh của mẫu loa ở trên chiếc màn hình UL850 này phải nói là cực kỳ ấn tượng khi mà nó đem đến cho chúng ta một cái trải nghiệm khi mà xem phim và đặc biệt hơn đó chính là khi mà chúng ta nghe nhạc phải nói là cực kỳ phê ở trên mẫu màn hình này. Giống như tất cả những mẫu màn hình của LG trong thời gian gần đây thì với UL850 nó cũng sẽ được trang bị một cái công tác điều khiển joystick. Với công tác điều khiển joystick này thì các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh được tất cả những cái chế độ chỉ bằng một nút. Ví dụ như chúng ta có thể điều chỉnh được cái picture màu ở trên đây, chúng ta có custom này, chúng ta có video hay HR effect để giúp cho chúng ta có thể trải nghiệm được những cái bộ phim, những cái tựa game hỗ trợ cái công nghệ này trở nên gọi là hấp dẫn và sinh động hơn. Ngoài ra thì nó cũng điều chỉnh được một số những cái thông số khác bên trong thì các bạn có thể tìm hiểu thêm thông qua cái joystick ở trên mẫu màn hình này. Đối với thiết kế của phần chân đế thì đây sẽ là một trong những điểm mình chưa thích cho lắm bởi vì nó sẽ được thiết kế theo hình dạng vòng cung, trông nó khá là mỏng manh và yếu ớt. Tuy nhiên thì cái chất liệu hoàn thiện của nó lại cực kỳ là cao cấp. Nó sẽ được làm từ cái hợp kim aluminum và với cái hợp kim này, ngoài cái độ chắc chắn nó tạo nên cũng như là đỡ cái màn hình này thì nó cũng giúp cho mẫu màn hình của chúng ta trở nên sang trọng hơn khi mà chúng ta nhìn vào. Về khả năng cơ động thì nó cũng đáp ứng tương đối là tốt khi mà các bạn có thể lật ngửa ra hay là lật gấp xuống một cách cũng cực kỳ là dễ dàng. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể nâng lên, hạ xuống, xoay dọc nó thêm một cái chiều là khoảng 90 độ để phục vụ với những cái nhu cầu sử dụng của anh em một cách khá là thoải mái và dễ dàng. Lật ra phía mặt trước của mẫu màn hình này thì các bạn sẽ có hai phần cạnh trái, cạnh phải cũng như phần cạnh trên nó được làm tương đối là mỏng, tạo nên một cái vẻ sexy cũng như việc các bạn ghép từ 2 cho tới 3 cái màn hình lại nó cũng không trở nên quá là thô so với một số những mẫu màn hình khác. Và tất nhiên rồi, phần cạnh dưới nó sẽ được làm dày lên đôi chút để có thể đặt được cái logo LG ở đây. Vậy là vừa rồi thì mình đã cùng với các bạn điểm qua một chút về cái phần thiết kế ở trên mẫu màn hình UL850 này. Trước khi mà chúng ta đi đến phần trải nghiệm thì anh em hãy cùng mình điểm qua một chút về thông số chính ở trên mẫu màn hình này mà nó được trang bị nhé. Và sau đây sẽ là một số những cái thông tin cần thiết dành cho những anh em làm đồ họa. Thì với UL850 nó sẽ có thể cover màu lên tới là 99% dải màu sRGB, nó đạt chứng nhận là HDR400 của VESA. Ngoài ra thì cái hệ màu của mẫu màn hình này sẽ là 8 bit với độ sáng tối đa có thể đạt được là 350 nits, độ tương phản là 1000:1 và độ sâu màu sắc lên tới là 1.07 tỷ màu, với rất là nhiều những cái thông số ấn tượng được trang bị ở trên mẫu màn hình này. Tuy nhiên thì cái trải nghiệm của nó cũng đem đến cho mình một cái sự ấn tượng không kém. Đầu tiên là khả năng hiển thị cực kỳ vượt trội với việc nó được trang bị công nghệ HDR400. Các trải nghiệm ví dụ như là xem phim, đặc biệt là với những bộ phim có nhiều màu sắc, nó sẽ thể hiện lại tương đối là tốt. Đặc biệt với công nghệ HDR này, nó sẽ đẩy cái màu sắc của chúng ta nó sẽ nịnh mắt hơn một chút. Các chi tiết vùng tối thì nó sẽ được hiển thị sâu hơn. Và do tần số quét tối đa mà nó đã được chỉ là 60Hz, vậy nên thì nếu như anh em muốn giải trí bằng việc chơi game thì mình chỉ khuyên anh em chơi những cái tựa game ở nhịp độ chậm, chủ yếu là thưởng thức hình ảnh, thì với UL850 nó sẽ đem đến cho chúng ta một trải nghiệm phải nói là cực kỳ là tuyệt vời. Và thứ hai đó là về khả năng làm đồ họa, thì ngoài cái việc nó được trang bị những cái thông số gần như là tuyệt đối với khả năng cover màu sắc lên tới 99% dải màu sRGB, thì cái độ phân giải 4K nó cũng đã cho thấy cái lợi thế vượt trội hơn so với những mẫu màn hình Full HD hiện nay. Cụ thể thì đối với hai phần mềm chỉnh ảnh vận dụng phim
tương đối là phổ biến ở thời điểm hiện tại là Lightroom và Adobe Premiere. Thì đối với hai phần mềm này, nó được sử dụng một cái màn hình với độ phân giải cao. Vậy nên thì bố cục của những mẫu màn hình này nó sẽ được thu nhỏ lại và hiện được nhiều thông tin hơn từ cái phần ảnh ở giao diện chờ của Lightroom hay là các preset rồi transition. Nó sẽ được hiện ra nhiều hơn ở trong các thư mục của Premiere. Một thông tin thêm dành cho tất cả các bạn đó chính là với những mẫu màn hình của LG thì hiện tại nó cũng đang được trưng bày tại Apple Store trên toàn thế giới. Vậy nên thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về cái chất lượng mà những mẫu màn hình LG nó mang lại. Vậy nên để tổng kết lại về LG 27UL850, đây sẽ là một trong những mẫu màn hình dành cho những ai cần một màn hình với thiết kế đẹp, hiệu năng làm việc với những ứng dụng làm đồ họa ở mức gọi là chuyên nghiệp, và ngoài ra thì nó còn đáp ứng cực kỳ tốt với nhu cầu là vừa làm việc cũng như là vừa giải trí. Vậy thì anh em nghĩ sao về mẫu màn hình này? Đừng quên để lại ý kiến comment ngay bên dưới phần bình luận video cho mình cũng như các bạn xem video được biết. Còn video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn xem video cảm thấy hữu ích đừng quên ấn like, share video này và nhớ ấn một nút đăng ký để theo dõi các video mới nhất của chúng mình tại channel YouTube của Anh Phát Công Tơ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video kế tiếp.